Ờ, con hái đi. Chô bà bò thích hái mặn kìa. Rất là nhiều. Ồ, câu là của mình chơi ăn câu là. Tú xin chào cả nhà ha. Mọi người, hôm nay là gia đình Tú quay lại cái chỗ hồi trước mà nhà Tú thuê ở cả nhà. Không biết cả nhà còn nhớ không? Lúc trước Tú quay rất là nhiều cái video ở chỗ này nè, khu chung cư này á. Hôm nay là hai vợ chồng Tú dẫn bà Bảo quay lại chỗ này đi chơi. Với lại nay nó vào mùa mặn rồi cả nhà. Mình đi xem thử có trái mặn nó bắt đầu ăn được rồi, mình đi hái một ít mình ăn ha. Hôm nay là bắt đầu vào mùa trái mặn ở chỗ Tú này cả nhà ơi. Cái chung cư cũ chỗ mình đây thì nó có vườn rất là rộng, trồng rất là nhiều trái cây. Mấy này người ta trồng người ta để không vậy đó. Nó ra trái nhưng mà cũng không có thấy ai ăn hết á. Cả nhà biết tại sao không? Tại vì người ta gương người ta ăn ngọt, trái cây ngọt người ta thích, chứ còn trái cây chua người ta không ưng. Vô má lầu cô. Đây. 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 Sưng đờ. Tân sư trí ăn chưa được hảo chứ nè. Ồ. Nè mọi người xem. Ở đây mặn này quá trời mặn luôn nè. Cao quá. Đấy, ba hái cho con rồi nè. Con lại lấy đi. Cái mặn. Cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba chưa? Cảm ơn ba chưa? Tú quay cho ngài xem. À đúng rồi, cái mận. Cái này là trái táo nha cả nhà, nhưng mà nó chưa có chín. Đây là trái táo mà ở mình gọi, ở chỗ Tú gọi là trái bom á cả nhà. Chưa chín nè. Ở đây có cái bàn. Wow, đi qua đây mát quá. Chồng Tú nhặt kìa. Đúng rồi. Bảo báo, ba cho con hả? Ủa, nó đã rụng này, cả nhà nhìn ở dưới đất. Sư bà, nó rụng đầy dưới đất luôn á, không có ai hái hết á. Chín nó rụng luôn nè. Nó chín này nó sẽ biến thành màu hồng hồng tím tím như vậy cả nhà. Hồ Tú à. Phan 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 ra. Dầu dầu tay rồi ta. Wow, học lắm. À. Nó chín thì nó sẽ ngọt. Cho bảo bảo đó, con cầm nha. Cái này xanh là nó sẽ chua mà Tú thì thích ăn chua. Đúng rồi, cái chín thì nó không chua bảo bảo. Đây, lại đây. Bảo bảo muốn hái trái mận hả? Đó, cây đó thấp đó, đó con hái đi. Ờ, con hái đi. Chô bảo bảo thích hái mận kìa. Rồi bỏ vô trong chén của bà. Bảo bảo hái được. Chứ có thể là sủ lọ, thà sư lưu đơ, thà sư rõ. Đây. Thà chô khoai sủ lọ, thà chô biên hoáng ấy tiền, rồi hậu biên sửa sửa. Nó còn non thì nó sẽ màu xanh đậm, rồi càng già thì nó sẽ chuyển sang màu vàng, rồi khi nào mà nó chuyển tím là nó bắt đầu chín, nó ngọt rồi nha. Nhưng mà ngọt cũng kiểu là ngọt vị chua ngọt á, chứ không phải là ngọt như đường luôn. Quá trời mặn luôn mà không có ai hái. Ừ, đây. Chín nó rụng hết rồi. Wow, khổ quá. Nhiều quá. Bà bảo thích hái mận không? Mận nhiều quá à? Con hái xong con bỏ vào trong tô của ba nha. Không có, mẹ đem một cái tô thôi. Nó chứ mà, liếng cứ ing cái trở liếng cứ cho y chỉ đó. Nhiều quá. Mận nhiều quá.
Nhiều quá, nhiều quá. Trời ơi, cả nhà xem này. Quá trời mận luôn này. Đây, cái nhành này. Cái này cao quá, con hái không được đâu. Trời ơi. Quá trời luôn. Trời ơi, rồi bỏ trong cái tô cho mẹ nha. Đúng rồi, bỏ vào trong tô đi con. Rồi bao nhiêu đó, nhiều rồi đó. Đúng rồi. Câu là đâu con? Câu là mà. Ừ, thay tua là. Cá hay cái sủi đó. Ồ, mới hái một tí xíu mà làm. Này phải hơi đặng rất là nhiều. Ồ. Câu là của mình trên ăn câu là. Bà bảo ơi. Con ăn gì đó? Ăn cái mận. Ăn trái mận hả? Ồ, trái bà bảo đang ăn chuẩn bị chín rồi. Ngọt không bà bảo? Ngọt nhiều không? Không sao. Sao mẹ hỏi là ngọt không thì con nói ngọt, rồi ba hỏi chua không con nói chua, là sao, là rốt cuộc là chua hay là ngọt? Sán là khó chứ hay là không sán là khó chứ? Có. Ba khai có mấy chú trong đó. Rồi ba xem thử có con sâu trong đó không? Thường thì nó chín thì nó sẽ hay bị sâu à nha. Tại vì ở đây người ta không có phun thuốc á, cho nên là mấy quả chín nó sẽ ngọt, nó sẽ có sâu. Còn quả xanh thì không có. Man điện chứ, bảo bảo ăn từ từ thôi. Hái xong mận rồi, ngồi đây cả nha. Ở đây thì trong cái khu chung cư họ sẽ có để những cái bàn á, kiểu là để chiều chiều họ ra họ ngồi hóng gió rồi uống nước trà rồi cả nha. Họ cứ để mấy cái bàn như vậy, mấy góc như vậy này. Hai mận xong rồi bây giờ ngồi chỗ này mát quá, nhà ơi, ngồi chơi một tí xíu. Bây giờ mình ăn tại chỗ, ăn tại gốc cây luôn kìa cả nhà. Đây là muối này, hồi nãy nó đi hái mận cho nên là tôi có chuẩn bị một chén muối rồi. Muối ớt đó cả nhà. Xong rồi ăn với mận này. Mận này thì họ trồng trong vườn này, họ cũng không có phun thuốc hay gì cả. Mình bây giờ mình ăn. Mình lau sơ qua rồi mình ăn thôi. Còn đem về nhà thì rửa xong. Nhiều quá. Nhưng mà mận này là nó còn xanh, nó chua lắm. Nên là bảo với ba không có thích ăn. Có Tú còn thích ăn chua. Mận xanh chấm muối, tôi xin mời lại nhà nha. Ồ, chạy nước miếng. Cái này不太酸,老公。嗯,看着就酸。不酸。 讲讲。 Cái này không có chua lắm. Ê, 还真不酸. Nó vì sao có cái lưu rất là酸. Bảo bảo con ăn cái này không có chua lắm đâu, con ăn thử đi. Không chua. Đúng rồi. Ê, có cái lưu酸, có cái lưu不酸. Không chua. Không ăn hả? Không chua. Không chua hả? Chua không? Ồ, tôi tưởng cái này là chua nhưng mà nó cũng không đến nổi đâu cả nhà. Kiểu là chua chua ngọt ngọt á. Tại vì nó cũng bắt đầu hừm hừm. Nhưng mà cho cái khoai sú là sủi tham mấy ổn nó mà xoan. Cái này ngon rồi, bảo ăn đi. Mày ăn cái xanh nha. Khoai rõ là thơ bị yên. Cái này mấy trái nào mà nó cứng như này là cả nhà thì nó sẽ để chưa chín, như bằng mấy cái mềm mềm là nó sẽ không có chua. Mà Tú thích ăn thiệt là chua rồi đó. Chấm muối là phải ăn thiệt chua luôn. Không sao không. Nói chung là hồi nhỏ tới giờ là Tú thích ăn chua cả nhà. Chứ không phải là Hôm qua tôi đọc mấy cái bình luận trên YouTube á. Có bạn nói là dạo này thấy Tú béo lên, kiểu là tăng cân giống như là có em bé cả nhà. Thế xong hôm nay ăn cái chua này nữa không biết. Nhưng mà không có nha cả nhà. Mama, mama ăn bò bún nè. Trời ơi, không thái xoan. Thái rõ là không thái xoan rồi. Tôi khăn là thì xong là sống. Hảo chưa? Ngon. Ngon. Ngon quá. Kiểu là chua chua ngọt ngọt rồi cả nhà. Bà bảo ăn hết một trái rồi hả? Cái hộp. Anh ngã hộp bao nhiêu con? Ngã hộp.
反正我吃不了酸的。你不喜欢就算了，不知道呢。长肚子挺好喝，俺们在这里。安哥吗？安哥。饿了，宝宝。这个还挺酸，这个绝对特别酸，特别特别的酸。哎，还有人说，昨天看我肚子大，然后今天看我就那么小的。喜欢太好了。哪有？我就喜欢小的，我就喜欢就算了。哎，cái này nhắc là nó rất là chua luôn nè, còn xanh. Rất là bảo bảo. Xanh à? Chứ khẳng định là xanh à? Thật là xanh mà. Ai kia nè? Nên trúng chưa mà? Bất chấp. Cái gì mà trúng chưa? Còn cắn thử đi, còn cắn thử. Cắn một cái. Xanh nó mới chén. Chua không con? Chua hả? Không chua. Không chua hả? Bà yếu. Sao thật? Ê, bà xoá à? Khăn là xoá, nhưng là 1 điểm bà xoá. Nà. Nhưng mà nà? Nhưng mà xoá không xoá? Xoá. Cái này chua. Cái này chua. Nhà chua.好了，可以了。吃那么多了，宝宝这个酸不酸？这个我放冰箱里。我放冰箱过几天都熟了，这不酸。mấy cái này bây giờ mình sẽ bỏ trong tủ lạnh rồi nha, ăn từ từ con. Bỏ tủ lạnh xong rồi ăn dần dần, mỗi ngày ăn vài trái thôi. Ăn nhiều nó cũng nóng ở nhà. Rồi những cái hành chén. Đó, hôm nay hái được quá trời. Rồi bữa nào mình ăn hết xong rồi mình lại ra đây mình hái tiếp. Tại vì nó cũng còn ở đó luôn lại nhà. Mỗi lần mình hái một ít, hái nhiều quá ăn không hết rồi nha. Bây giờ mình sẽ lấy cái túi bỏ về. Và video ngày hôm nay của Tú cũng xin phép cả nhà dừng ở đây ha. Cảm ơn cả nhà đã theo dõi và hẹn gặp mọi người trong những video tiếp theo. Tạm biệt. Tạm biệt.